Hôm nay anh ạ, chào anh chị em. Hôm nay mình lại đi gì và mình chọn gì? Yêu vào nó tháng. Mình chủ yếu là chơi Amumu thôi. Ồ, Darius à? Chọn Garen đi bạn. Ồ, lại ngủ không? Trận này đau đầu ở đây. Bên kia có con Mundo khủng lắm. Tìm địch hoành tráng hơn. Lên kiếm dài nè, có nên ăn bùa đỏ không? Ăn bùa đỏ đi. Từ xem hãng xem lên quy hay nên lên e. Về nè. Quy bên kia đẩy cao quá, sao mình làm được gì? Thôi sao, feed một mạng rồi, trời ơi. Dừng đi ạ. Ok, mình ăn được rồi. Bắt được đúng bạn ấy. Đang farm bùa xanh. Không có ai cả. Đây rồi.
Ôi không kịp. Phí mạng rồi. Ăn được một mạng nữa thôi. Thôi xong rồi. Không hiểu Ngộ Không chạy để làm gì cơ. Mà level 6 rồi. Mà trong khi đó nó có level 5. Không hiểu. Thực sự là một sự thất vọng không hề nhẹ. Mình không làm gì được. Tấn nhầm đấy. Ăn được thêm hai mạng nữa. À một mạng nữa. Hy vọng là ăn được rồng. Ok. Ăn được rồng rồi. Đẩy nốt trụ.
chán quá, AD lại rút lui. AD rút lui là đúng, mình không rút lui kịp thôi. Tốt rồi, giết giết đi, giết đi. Tốt. Chán thật. Ôi thôi sao. Lên cái giáp tâm linh nào. Không làm gì được đâu. Tôi xong được rồi. Tốt. Tốt. Bắt AD của đối phương à, khó đấy. Giết được không? Giết đi. Ai chưa? Tôi không kịp. Tốt rồi. Mình thêm cái giáp vào ly nữa. Giáp. Sáng phép hay là ra lịch sĩ nha, cho nó máu, tăng tốc độ di chuyển. Em battle luôn nè. Ok.
Chết rồi. Cắm nhầm. Lên hẳn 4 băng đi. Rồi lên. Xong rồi thắng rồi. Không phải mua miếc gì nữa. Ok. Rồi, cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Hẹn anh chị em trong clip tiếp theo. Bye bye. Like này. Mình xem nào. Ok. Xem chỉ số nào. Okay.